Xin chào các bạn, nãy giờ Huy Khánh đứng ở cái góc đường này cảm thấy rất là mát, rất là thoải mái, rất là sảng khoái. Và thường khi người ta nói là đẹp trai, thông minh, nhưng mà Huy Khánh không dám nhận mình là thông minh. Nhưng mà được trai thì Huy Khánh cũng công nhận là mình cũng có được trai chút xíu. Bởi vì là diễn viên mà, đúng không? Nếu như mà không được trai thì người ta đâu có mời mình đóng phim. Nhưng mà khi mà đứng ở đây thì mình cảm thấy rất là thắc mắc, mình không hiểu tại sao nó lại là như vậy. Bây giờ mình nhờ các bạn giải thích giúp mình nha. Thường thì mọi người đếm là 1, 2, 3, 4, đúng không? Đó, giống như các bạn đếm đi. 1 con đường, 2 con đường, 3 con đường, 4 con đường. 4 con đường giao nhau tại một góc đường thì người ta gọi là cái gì? Người ta sẽ gọi là ngã tư. Đó, tại sao đếm là 1, 2, 3, 4 mà không gọi là ngã 4 mà lại gọi là ngã tư? Cái điều mà Huy Khánh thắc mắc và nhức cái đầu nãy giờ là như vậy, không hiểu tại sao và không thể nào giải thích được. Bây giờ mọi người có thể giúp cho Huy Khánh giải thích và lý giải cái chuyện này bằng cái comment ở dưới, là tại sao người ta gọi là ngã tư mà người ta không gọi là ngã bốn. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là Huy Khánh sẽ đi uống một ly nước, một ly cà phê để giải ngố cái chuyện này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở một cái clip khác nha. Xin chào. Quên nữa, nãy giờ còn cái điều này mà Huy Khánh quên nói với các bạn, là nếu như các bạn mà thích Huy Khánh hoặc là thích xem Huy Khánh sàm sàm thì hãy đăng ký kênh Huy Khánh bằng cách là nhấn cái chuông bên dưới, nhấn cái chuông thôi là Huy Khánh có thêm một người bạn nữa. Hy vọng được gặp lại các bạn ở những clip khác. Xin chào.